tin tức thì lại thấy thêm là nông sản càng ngày càng yếu nhiều, mà số lượng lên tới hàng trăm ngàn tấn rồi. Mình nghĩ là dưa hấu mà tạo nước ép hay ăn trái cây mà để bỏ tươi thì không có nào mà để sử dụng hết được cái số lượng đó, thì mình làm sao có thể kết hợp được một tỷ lệ vài phần trăm của mình để có thể kết hợp với cái nông sản này mà có thể giải quyết và mình bảo quản, không chỉ là mình tiêu thụ trong nước mà mình xuất khẩu đi chính ngạch ở những quốc gia phát triển khác nữa. Không chỉ là mình muốn giúp đỡ một phần nào đó cho người nông dân mà họ trồng dưa hấu mà không bán được, mà cũng là tạo ra một cái sản phẩm mới đa dạng hơn cho người tiêu dùng. Tận dụng máy móc công nghệ sẵn có, doanh nghiệp này chấp nhận thử nghiệm sản phẩm mới với khá nhiều tốn kém cả về máy móc lẫn con người. Bởi để sản xuất thành công sản phẩm gần 10 tấn nông sản, mất 7 đến 8 lần thử nghiệm và điều chỉnh công thức mới được sản phẩm đồng ý. Tuần trước cái đợt mình đông thử nghiệm mình nuôi dưa hấu là 5.000 một ký, thì lúc đó là xài chắc cũng đã gần 10 tấn rồi. Rồi cái tuần này mới vừa mua là giá là 10.000 một ký dưa hấu. Đó. Và hiện tại đang lấy cái nguồn dưa hấu Thanh Long, và như cái lô mà trong tuần cuối tuần này giao cho mình là lô ở Gia Lai. Tất cả các dưa hấu bản chất nó không có đồng đều màu nhau, và cái lượng nước ở trong mỗi trái dưa cũng khác nhau nữa, nên cái màu nó đậm nhưng cái mẻ sao nó màu nó nhạt. Sản phẩm nào ra thì khi mình nghiên cứu mình cũng phải bỏ nhiều chi phí để mình nghiên cứu nó, tại vì trải qua rất là nhiều lần mới ra được cái chất lượng cuối cùng. Và những cái phần hao hụt kia thì giống như lúc đầu làm này cũng nản, ý là cũng nghiên cứu mà sao nó thất bại hoài, rồi nó ra cái màu không đúng, luộc cho mọi người trong xưởng ăn mọi người chơi cũng không ngon. Chứ nhiều lần mỗi ngày mình điều chỉnh một chút, mình thay đổi công thức, rồi mình điều chỉnh tỷ lệ đó, rồi thời gian làm chín nó thì nó ra khác nhau. Cuối cùng rồi đưa mình vào trong xưởng thử rồi mình ô cái này là ngon rồi nè. Thì khó khăn vất vả mấy tuần đó, nhưng mà bây giờ mình cũng có được nhiều tín hiệu tốt trong cái đồng tiền mình đã sử dụng. Giống như lúc đầu bỏ ra thấy tiếc quá, nhiều quá, nhưng mà sau bây giờ thấy là sản phẩm của mình, sản phẩm nông sản Việt Nam được nhiều người biết đến hơn, rồi cả nước sẽ ủng hộ sản phẩm này, rồi những người dân mỗi quốc gia khác cũng sẽ có thêm một món ăn mới từ mà được sản xuất từ Việt Nam, từ nông sản Việt Nam. Sản phẩm made in Việt Nam được mọi người biết đến nhiều hơn là bởi những gói bún dưa hấu hay bánh tráng Thanh Long đã lên đường xuất khẩu sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia ngay khi sản xuất thành công. Doanh nghiệp thì tự tin với sản phẩm mình làm được và còn tự tin sẽ khiến nông sản Việt Nam tìm được con đường mới hơn, giảm dần sự lệ thuộc, không chỉ là giải cứu tức thời mà còn là sự sản xuất dài hạn, kết nối với người nông dân. Bánh tráng Thanh Long, bún dưa hấu hay hàng loạt sản phẩm khác từ nông sản sẽ có vị thế xứng đáng trên các kệ hàng. Doanh nghiệp thì thường mong muốn là bỏ ra số vốn, số tiền ít nhưng mà mong muốn lấy lại cái lợi nhuận hay những cái phần khác nó nhiều hơn. Thì giống như cái đó là cái suy nghĩ chung và cái mong muốn của rất là nhiều tất cả mọi doanh nghiệp khi làm rồi. Nên không chỉ những doanh nghiệp lâu năm mà doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp mới thì cũng mong muốn như vậy. Nhưng thật sự cái gì mình bỏ ít nghiên cứu ít thì chưa chắc nó lại đạt được thành công, và không có nào bỏ ít một số tiền chỉ thử một hai lần là ra được một sản phẩm mới hoàn thiện cả. Và mình nghĩ là cái nào mà nó thiết thực và nó cần thiết và bắt buộc mình phải chi ra, chứ không thể nào mà đầu tư ít một cái này mà không muốn thu hồi được, đâu bỏ một muốn 10 thì nó cũng khó. Cho một sản phẩm tốt mà vừa giúp đỡ mọi người và tạo ra một sản phẩm ngon rồi có tính cộng đồng, rồi được sản xuất từ Việt Nam và nhiều nước biết đến, thì nó lại rất là ý nghĩa trong cái việc này, là giống như đồng tiền mình sử dụng đúng ý nghĩa, đúng mục đích. Không thể bỏ một mà thu 10, nhưng doanh nghiệp này đã thể hiện mình có bước chi tiêu thông minh khi bỏ một mà lời hai, vừa khẳng định được trách nhiệm xã hội lại tìm được hướng đi mới cho sản phẩm của chính mình.